Xin chào các bạn, hôm trước mình có trang bị cho công ty một cái bộ case máy tính để phục vụ cái thiết kế đồ họa. Thì thông qua mấy cái hôm vừa rồi mà mình xử lý rồi cài đặt rồi để xử lý cái độ ồn đấy, rồi xử lý cái bàn làm việc thì mình mới thấy được rằng là rút ra được một kinh nghiệm, và bây giờ là mình sẽ xây dựng một cái cấu hình mà hoàn hảo nhất dựa trên cái kinh nghiệm đó của bên mình. Mình có đúng không ạ? Thì hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm của anthappc.com.vn, đó là cái trang web của bên này. Sau đó thì chúng ta sẽ quay sang Hà Nội Computer để chúng ta xây dựng cấu hình. Lúc đấy là chúng ta chỉ so sánh giá thôi. Còn ở đây chúng ta chưa quan tâm đến giá mà chúng ta quan tâm đến một bộ case hoàn hảo nhất, đúng không? Với cái giá cả hợp lý nhất cũng như là với cái hiệu năng tốt nhất cho thời điểm hiện tại, để chúng ta xây dựng một cái cấu hình mà nó phù hợp với cái việc thiết kế đồ họa và mô phỏng. Đấy, ở đây thì tôi thường dùng cái máy tính để mô phỏng các cái vật lý, đúng không ạ, các cái gọi là sự kiện vật lý, rồi các cái cấu trúc vật lý, đúng không ạ. Ví dụ như là ví dụ chúng tôi thiết kế những cái vòi phun nhỉ, thì cái chúng tôi mô phỏng là nếu mà nước nó phun qua cái vòi phun đấy thì nó sẽ tỏa đi như thế nào, và những cái giọt nước nó sẽ bắn về những cái vị trí nào, thì đấy, ví dụ thế, và nó làm sao để tưới đồng đều cho cả khu vườn chẳng hạn, tất cả khu vườn đều có nước, ví dụ vậy, với áp lực nước như thế nào. Hay là chúng ta mô phỏng những cái nhà rau với cái kết cấu mà khung thép mà đã lựa chọn thì cái nhà rau nó có thể chịu được cái sức gió là bao nhiêu, vân 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 vân. Thì ở đây là cái mục đích của cái bộ cái ứng dụng công nghệ thông tin là như vậy. Cái thứ hai nữa là chúng ta xây dựng những cái hệ thống dữ liệu, cơ sở dữ liệu cho các website của chúng ta. Chúng ta xử lý đồ họa vân vân để thiết kế những cái nhà rau, rồi những cơ sở bán hàng của chúng ta, rồi mô phỏng cái quá trình mà sản xuất của chúng ta. Đấy, thì đấy là cái mục đích của sử dụng của các bộ case máy tính của chúng tôi. Thì ở đây thì chúng ta sử dụng anthappc.com.vn nhé. Trang web thực ra là chúng tôi gọi là phần mềm đi, phần mềm online, đúng không? Thì ở đây là chúng ta vào cái phần cấu hình, xây dựng cấu hình của anthappc, và cái bộ vi xử lý thì tất nhiên chúng ta vẫn chọn bộ vi xử lý mới nhất hiện nay, đó là coi 12900KS thôi. Và chúng ta thêm vào cấu hình. Và bo mạch chủ thì chúng ta chọn cho chúng ta là Asus, và chúng ta chọn là giá giảm dần. Đó. Thì ở đây chúng ta nên chọn cái mainboard nào mà có hai cái khe cắm cạc màn hình nha các bạn nhé. Thì ở đây nó có mấy cái, có hai cái khe cắm cạc màn hình, đó là cái mã mà Asus ROG Maximus. Đấy. Rồi thì cái loại Asus Maximus 3 Extreme và Asus Maximus Z690 Extreme. Z690 và Z690 Extreme thì đều hỗ trợ DDR5. Đấy, thì ở đây chúng ta chọn là Extreme Glacier. Ở đây là Glacier này nó không biết là nó có cái tác dụng gì lớn hơn không. Đấy nhá. Đó là kích thước cực kỳ lớn, đúng không? Nó có thể hỗ trợ 5 cái ổ cứng SSD và 6 cái ổ cứng HDD, đúng không ạ? Hai cái khe cắm mở rộng PCIe và một khe cắm này, tức là nó có tận 3 khe cắm cạc màn hình, đúng không nào? Tức là hai khe cắm cạc màn hình và một khe cắm mở rộng cho cái ổ cứng, hỗ trợ ổ cứng. Còn RAM thì vẫn chỉ là 4 khe thôi, tức là tối đa bây giờ trên thị trường chúng ta cũng chỉ có đạt đến là 128GB RAM là maximum rồi. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái mod này. Về RAM thì chúng ta nên chọn là RAM DDR5, và cái loại thì chúng ta chọn đó là cái loại 64GB. Ở đây thì chúng ta nên chọn Kingston Fury. Nếu mà chọn Corsair Dominator thì giá nó cao, 5200Hz, nhưng mà cái Kingston Fury này tận 5600Hz, mình dùng vẫn thấy ổn mà. Chúng ta thêm vào cấu hình. Ở đây là chúng ta nhân đôi lên, nó hai thanh 2 thanh 32 là 64, nhân đôi hai đấy lên thì thành là 4 thanh, như vậy là 25 triệu, đúng không ạ? HDD thì chúng ta nên chọn cái nào mà có cái dung lượng ổ cứng là khoảng 10T thôi, giá nó hợp lý, 10T. Chúng ta có thể có 6 ổ mà chúng ta sẽ chọn trước một ổ 10T hoặc là 16T. 16T đi là hợp lý, bởi vì giá nó cũng xem dưới 15 triệu. Chúng ta chọn giá giảm dần đi. Và chúng ta sẽ có những cái ổ 18T, 16T. 16 với 18 thì nó không chênh nhau là mấy.
Cho nên chúng ta nên chọn kiểu 18 đi. 18 tỷ. Đó. Thì chúng ta chọn ví dụ 2 ổ đi. SSD thì chúng ta nên chọn của Samsung trước. Đây, Samsung thì chúng ta chọn giá giảm dần. Và chúng ta sẽ chọn được một cái ổ cứng Samsung. Đây này. Head Ink. Cái này thì so với cái này SATA 3 này, 2.5 inch này thì mình thấy là hai cái này gần như xem. Đây cái này này. RAW 2T này. Cũng là 950 nhân là VMA 2. Gen 4.0 cũng không khác gì cả. Nhưng mà cái này nó cắm ổ PCIe 4. Đúng nhỉ? 4.0 là VMA. Cái này thì hình như là nó cũng chưa hỗ trợ nhiều lắm đâu. À, cái này cũng gần tương tự rồi, chúng ta chọn cái này thôi và chúng ta nên chọn nhân 2 lên. Còn SSD 2 thì tôi chọn là của Kingston. Bởi vì chúng ta vẫn có cái gì đó hơi bảo hiểm, cần thiết một cái gì đó hơi bảo hiểm. Ví dụ như là chúng ta chọn giá giảm dần đi. Và chúng ta nên chọn Kingston Fury, bởi vì cái này á, nó có tốc độ đọc ghi là 7.000 cơ. 7.300 và 7.000. Còn SSD Samsung này chỉ là đọc là 7.000 và ghi là 5.300. Đó, Vega thì chúng ta nên chọn trước một cái Vega vừa phải thôi. Vậy ạ. Đó là Vega của cái loại RTX 3090 Ti nhé. Chúng ta không nên lắp những cái dòng nó quá cao cấp. Đó, chúng ta nên lắp ví dụ hai con này song song đua. Đấy, chúng ta chạy chế độ đua thì nó có thể tăng lên cái tốc độ khoảng 30%. Thì trước hết là chúng ta trang bị một cái này trước đã. Còn nếu không ấy, thì chúng ta chơi luôn hai cái này, nếu mà các bạn có dư tài chính đúng không? Thì bạn chơi luôn hai cái cặp màn hình này và chúng ta nối lại với nhau. Đấy. Nó có cái chế độ đua đấy, chạy song song. Về nguồn ấy thì chúng ta nên chọn là nguồn trên 1000W. Thì ở đây là chúng ta chọn cái giá giảm dần. Trên 1000W thì có 1200W này, 1250 này. Nhưng mà thì chúng ta thì thường chỉ dùng cóc xe này thôi. Cóc xe này là to lắm này. Còn nếu dùng nguồn của Acer này cũng được. Chúng ta dùng càng to càng tốt. Vỏ cây thì nhất định là chúng ta phải chọn Lianli. Bởi vì Lianli là một công ty Đài Loan, nó khá mới. Nhưng mà nó là rất là chuyên nghiệp trong các cái case mà dùng để gây dựng những cái gọi là quạt tản nhiệt, những case tản nhiệt nước only one, cả những cái tản nhiệt custom, cho nên nó rất là chuyên nghiệp. Thì chúng ta có thể chọn là giá giảm dần. Ở đây thì chúng ta nên chọn cái case là Lianli mà nó có khả năng là mở sang hai bên, đó là Dynamic X là Rock. Đấy, thì cái này là nó to, nhưng mà tốt nhất là gì? giá vừa hợp lý ấy, thì chúng ta chọn cái này này, Dynamic Black này. Đấy, cái này chuyên sử dụng nguồn tản nước custom vì chất liệu nó cũng như nhau rồi mà. Nhưng mà chúng ta lưu ý nhá, ở đây là cái kinh nghiệm của tôi này. Đấy, tức là gì, khi chúng ta mua cái vỏ cây Lianli này thì nó có đến là, ở đây chúng ta đọc này, vỏ Lianli này thì nó hỗ trợ bao nhiêu cái quạt, các bạn phải để ý nhá. Cái quạt này, cái quạt 14 nhé, cái quạt có kích thước 14, đây này, đây, cái quạt kích thước 12 là có 3 ở trên, bên hông là 3 cái quạt, hai bên hông và bên dưới là có 3 quạt, như vậy là tổng cộng 9 quạt và có 2 quạt 140, đây, các bạn lưu ý nhé, là như vậy tổng cộng là nó hỗ trợ là 11 quạt, thì chúng ta nên chọn cái này. Nhưng mà trước hết thì chúng ta chỉ cần lắp đến khoảng 8 quạt là đã rất là mát rồi. Ở đây chúng ta chọn Lianli. Monitor, các bạn lưu ý chúng ta nên chọn hai monitor của hai hãng khác nhau. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên chọn Asus nếu mà chọn cùng một loại. Và chúng ta nên chọn loại 32 inch, và như vậy thì một cái bàn làm việc của chúng ta chỉ cần lắp hai cái màn hình thôi. Asus là được, bởi vì mỗi màn hình Asus 32 inch sẽ chia ra được 4 cái. Đúng không ạ? Và chúng ta phải luôn lưu ý là phải chọn luôn một cái 4K. Đấy, luôn cả hai cái này đều là 4K. Bởi vì các bạn một khi đã dùng 4K rồi, các bạn không muốn quay trở lại. 2K thậm chí là thấp hơn thì càng không, đúng không ạ? Chúng ta chọn cái này thì màn hình. Chúng ta chọn 2K. Đó. Thì màn hình của chúng ta đã lên đến 338 triệu rồi. Monitor bổ sung thì không cần thiết vì chúng ta làm 2 cái rồi, đúng không ạ? Về chuột. Nếu các bạn làm việc đồ họa thì các bạn nhất định là phải chọn chuột của Logitech. Đấy, và phải chọn cái con chuột Bluetooth này. Giá giảm dần này. Đấy, nó cái các bạn chọn cái loại bài graphite này. Đó. Nhất định là phải có. Loa thì các bạn không nên mua loa ở đây.
mà các bạn nên mua loa ở trên điện máy xanh hoặc là HC nhé, ví dụ như là HC đi, hoặc là thôi điện máy xanh đi. Điện máy xanh thì chúng ta nên chọn cái loa thanh nhé, loa để chúng ta chọn loa này, loa thêm loa thanh đấy, và chúng ta chọn hãng này thì chúng ta chọn LG, chỉ có LG và Samsung thôi, không nên chọn bất cứ một hãng khác nào khác, và chúng ta chọn là giá, sắp xếp theo giá giảm dần cao đến thấp nhé. Thì ở đây nó có cái loại cái loa thanh mới nhất 2002, đây chính là loa thanh HW Q99 OB 0B đó, cái loại này hoặc là cái loại này, loa thanh là Q950A, thì hai cái này là khá hợp lý. Sở dĩ cái này là 29 triệu bởi vì nó mới nhất, nó có cái gì hơn này, nó là 11.1.4 kênh các bạn nhé, nó rất là khủng khiếp luôn, mạnh nhất trong những dòng ấy, mà nó chỉ còn trên được tích hợp trên đúng một cái thanh thôi, trông rất là trang nhã và lịch sự. Công suất loa thì chỉ có 41W thôi, nhưng mà gì ạ, các bạn sẽ có đầy đủ tất cả những công nghệ như là Adaptive Sound này, rồi Space Fit này, tức là nó sẽ tự động phát ra cái âm thanh để mà nó cảm biến, nó cảm nhận cái phòng đó, sau đó nó thu về và nó sẽ tự động fit với lại, tức là tự động hòa hợp với căn phòng của chính bạn đó, để mà các bạn cài đặt được chế độ fit này thì sẽ hơi mất thời gian một chút, đúng không ạ? Đó. Cái loại thứ hai đó là loa thanh Samsung 24.990. Thì cái loại này ấy, nó có đặc điểm là gì? Nó là cũng là 11.1.4 kênh, nó rẻ hơn, nhưng mà nó lại không có chế độ fit để audio fit gì đó, đúng không ạ? Tức là nó sẽ không phát ra các tín hiệu sóng âm để cảm nhận cái căn phòng của bạn, để cho nó phù hợp với cái nhất với bạn. Đó, thì nó hơn nhau ở chỗ hơn 5 triệu là hơn nhau ở cái đấy thôi. Để nó khác nhau ở chỗ đấy thôi. Thì đấy là cái thứ nhất, là chọn loa thì các bạn nên chọn là loa thanh của Samsung. Còn cái thứ hai là loa thanh của LG. Đấy, chúng ta có thể chọn LG nữa đi. Đó, chúng ta chọn thêm hãng là hãng LG. Thì ở đây thì LG thì các bạn có cái loa thanh mà khủng nhất của LG, đó là cái loại SP9A. Đây, SP9A này. SP9A này thì nó có cái Dolby Atmos này. Hỗ trợ Dolby Atmos này nó là 5.1.2 kênh là cũng là khá rồi đấy. Đấy, bình thường cái này nó không có giá là 9 triệu đâu. Mà thường đây này, các bạn nhìn thấy không? Nó giá là 19.990. Đấy, nhưng mà thì không thể so sánh được với lại Samsung. Bởi Samsung là 11, các bạn luôn lưu ý này. 11.1.4 kênh. Đấy. Đúng không ạ? 11.1.4. Đó là, ngoài ra nó có tính năng là tap sound, tức là các bạn có thể dùng cái điện thoại của Samsung, các bạn gõ vào, ví dụ bạn đang chạy bài nhạc X gì ở trên màn hình của Samsung, điện thoại Samsung nhà, gõ vào là tức là nó sẽ tự động kết nối và chạy bài nhạc đó. Đó, nó rất là hợp lý. Tất nhiên là các bạn có thể chờ cái loa thanh này của Samsung nhé, nó giảm giá xuống còn tầm 19 triệu 15 triệu trong mỗi đợt khuyến mãi lớn của điện máy xanh. Nếu là mình chọn loa thì cho rằng là chúng ta đang chọn loa khoảng độ 25 triệu hoặc là 10 triệu đi. Để chúng ta chọn toàn nhiệt nước khí, toàn khí nhé. Ở đây ấy, thì chúng ta bắt buộc chọn Noctua. Và cái tản nhiệt khí của nó mà được sử dụng nhiều nhất đó là gì? U10A hoặc là đây này. Cái loại này là D15. Đấy. Cái loại này sở dĩ là nó dùng được vì nó rất là phù hợp, bảo hành 72 tháng này. Rất là phù hợp với cái case của chúng ta, cái này nó nâng lên hạ xuống được, và cái quạt nó to là quạt 14. Quạt 14 thì nó tản nhiệt nhanh hơn, nó lại êm hơn. Đấy, thì cái Noctua này là rất là hợp lý, đúng không ạ? Chứ có thể có những con Noctua nó cao, giá cao hơn, ví dụ như là 2.8 triệu vân vân này, nhưng mà nó lại không phù hợp lắm và không hiệu quả lắm, thì chúng ta chọn cái này. Thế bây giờ là gì? Đối với cái case Realme này, chúng ta phải bỏ toàn bộ các cái quạt của nó ra, quạt 14 và quạt 12 của nó ra, chúng ta thay bằng cái quạt của Noctua, một quạt tản nhiệt cho case. Chúng ta chọn quạt tản nhiệt cho case là chúng ta chọn Noctua.
thì nó có mấy loại là 12 này, 12 cm này, 14 cm, thì chúng ta chọn là 6 cái 12. Đây này, đấy, 6 cái 12, 12 x 25. Đây này, chọn cái này này. Đấy, 12 là chúng ta chọn 6 cái. Đúng chưa? Đấy. Thực ra thì nếu mà chúng ta ở đây nó lại không cho cái chọn cái loại 14. Lock tua này không cho loại 14 đây. 12 cái này, 12 cm, loại 14 là có 2 cái là 779.000 nha. Thì nó có 2 cái 14. Thôi thì chúng ta cứ cho rằng là chúng ta chọn thêm 3 cái nữa là 9 đi, là tương đương với 2 cái 14, đúng không? Quy đồ bản quyền thì các bạn có thể mua ngoài. Đấy, tai nghe. Tai nghe đi. Tai nghe thì các bạn nên chọn hãng nào nhá. Để thường ấy, thì có thể Logitech hoặc là Kingston. Đấy, ở đây thì tôi sẽ lựa chọn là Kingston và chọn là loại hoàn toàn sử dụng Bluetooth Kingston. Ở đây là cái loại wireless thì chúng ta thêm wireless nữa. Đấy, Bluetooth và wireless. Thì ở đây là nó có HyperCloud Flight. Ở đây nhá, tại sao có hai cái giá như này? Một cái thì nó chỉ dùng trong 30 giờ thôi, và cái này là dùng 300 giờ mới hết cơ. Thì các bạn không nên chọn 300 giờ vì kiểu gì các bạn tối các bạn chẳng phải sạc, đúng không? Đấy, các bạn có thể các bạn nào chơi xịn hơn thì các bạn chọn cái này đi. Đây các bạn nhìn này. HyperCloud Wireless này. Nó là công nghệ 7.1, âm thanh 7.1 nhá. Đấy, có lọc tạp âm này, có thể tháo rời này. Đó. Được chưa? Khung nhôm bền bỉ vân vân, nên nó có khung nhôm nhé. Thế còn cái này không biết là có khung nhôm không. Nhất định là chúng ta nên dùng khung nhôm, bởi vì không có dùng khung nhựa nó rất là nhanh rão. Đây. Ở đây là có khung nhôm của này. Nếu mà nó không có khung nhôm thì chúng ta nên mua cái loại kia. À đây này, gọng kim loại và thiết kế xoay. Đấy. Thép rất là bền. Ok, chúng ta nên dùng cái loại này. Ok nhỉ? Vậy là cấu hình của chúng ta là khoảng 350 triệu. Ở đây về ổ cứng Seagate chúng ta có thể tăng lên. Nếu chúng ta có thừa, thường là chúng ta sẽ để ra 400 triệu để mua, tức là nửa tỷ đấy. Để mua chẳng hạn. Thì ở đây là chúng ta có thể chọn ổ cứng là vì nó hỗ trợ đến 6 ổ cứng thôi mà. Đúng không? Thì chúng ta có thể lên đến 6. Đó. Ổ cứng HDD thì SSD thì chúng ta có hỗ trợ lên đến 5 cái. Chúng ta có thể tăng cái số lượng này lên. Đó, 5 gạc, đúng không? Vega 2 rồi, hết cỡ rồi, đúng không? Nguồn hết cỡ rồi, vỏ cây hết cỡ rồi, màn hình hết cỡ. Nếu mà bạn nào mà thích xịn thì chúng ta chọn monitor bổ sung là của Dell. Dell thì chúng ta chọn loại 4K đi. 4K của Dell thì nó là có loại ultrasound 27 inch. Đấy, thì nếu mà chọn loại 32 inch thì đây, 4K đây. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên chọn dòng UltraSharp. Đó, UltraSharp. Đây này, nó là 45 inch, 42 inch này. Đấy, hoặc là 27 inch, 31 inch, 4K. Nếu mà so giữa cái con Dell mà 42,5 inch này với lại con Dell mà 31,5 inch này thì chúng ta nên chọn là cái loại là 42,5 inch. Đó. Đó. Cấu hình của bạn bây giờ là 465 triệu. Và chúng ta sẽ lưu cấu hình xuống. Và chúng ta sẽ tải cấu hình. Tải cấu hình xuống. Cái này thực sự là nó có vấn đề. Đó, ok, tải cấu hình. Đây chúng ta nhìn thấy là cái cấu hình mà được tổng hợp đây. Đó là mainboard Asus ROG Maximus Z690, 49 triệu một cái, đúng không? Loại đắt nhất hiện nay và loại mới nhất hiện nay. Tất nhiên chúng ta có thể chờ đến cái đợt cuối năm sau, hoặc là sang năm sau đấy, giữa năm sau thì chúng ta sẽ có một cái thế hệ mới của Intel, cũng như là thế hệ mới của cái mainboard. Nó sẽ hỗ trợ đầy đủ các cái Intel thế hệ mới như là Core i9 13900K, hay là một cái thế hệ mà mainboard mà hay là chip
của Intel tích hợp chip đồ họa luôn, tích hợp là cả đồ họa luôn, hay mainboard của Intel nữa, tích hợp cả đồ họa, thì hình như là các mainboard của Acer này là khả năng là sẽ bị thua thiệt đấy. Đó. Ổ cứng thì chúng ta có 6 ổ cứng gọn, Seagate 18, tức là chúng ta có thể lên đến 100T và cái lưu trữ là cực kỳ thoải mái luôn. Vỏ cây Li-Ali không cần khủng khiếp lắm, chúng ta chỉ cần một loại vỏ Li-Ali thôi. Đó là của Đài Loan, bảo hành 12 tháng, 12 cái không quan trọng vỏ này. Thực ra đối với vỏ, tất cả đều vỏ thép và chúng ta quan trọng là nút bấm ấy, nút bấm của nó có bền hay không. Còn thông thường ấy, sau 2 năm là chúng ta lại phải thay nút bấm một lần. Đấy, nguồn Asus, đúng không ạ? Thor 1200 và bảo hành 120 tháng. Màn hình máy tính Asus bảo hành 3 năm, Vega bảo hành 36 tháng là 3 năm, RAM Fury 3 năm, tai nghe HyperCloud 24 tháng, chuột 12 tháng, tản nhiệt khí bảo hiểm 5 năm, tản nhiệt case bảo hiểm 5 năm, bảo hành đấy, màn hình máy tính đeo bảo hành 3 năm đổi 1 đổi 1 trong 3 năm, Kingston Fury bảo hành 60 tháng, 5 năm đúng không ạ? Còn có những cái bảo hành 6 năm, thật là khủng khiếp luôn. Thì đấy là cái cấu hình mà chúng ta xây dựng trên Alpha PC. Và chúng ta sẽ xây dựng nhanh cấu hình tương tự ở trên HANA Computer. Ở đây chúng ta sẽ đây, chúng ta chọn bộ bị xử lý giá giảm dần, không chơi AMD. Đây, một con bộ mặt chủ Asus giảm dần, thêm một này vào đây, RAM DDR5 chứ nhầm, 64, chọn con này, đúng không ạ? Chúng ta chọn 1, 2 HDD, chúng ta chọn loại 7200 vòng lớn hơn 12T. À, ở đây thì HDD này nó còn rẻ hơn cả Alpha PC của bạn. Alpha PC là 18 triệu cơ. Chúng ta nên chọn biết là cái này 6 cái đúng không? SSD chúng ta chọn Kingston. Không, chúng ta chọn Samsung. Giảm dần. Thêm đây 5 cái đúng không? Vega chúng ta chọn 3090 Ti, 3090 Ti, đây không thấy 3090 Ti nhỉ? Giá giảm dần. Ở đây cũng gần như là TI rồi các bạn, RTX này. Đấy, ở đây là không thấy bộ vi xử lý 3090 TI các bạn, nhưng hình như vẫn có đấy này. 3090 đây rồi, 3090 TI đây. Chúng ta chọn cái loại này cho nó rắc rối đúng không ạ? Đây này. Và chúng ta chọn hai cái màn hình nguồn, chúng ta chọn nguồn trên 1000W. Đây chúng ta chọn FSS, cái này là gì đây, Cooler Master, giá giảm dần đi. Acer ROG Thor case Li-Ali, chúng ta chọn case Li-Ali, giá giảm dần đi. Này 6 triệu, không phải, trở lại 3 triệu rồi. Đây, màn hình Asus dần dần này, 4K này, bài hình này, 4K đúng không? ProArt này chúng ta nhân 2 lên. Chỗ bàn chuột chúng ta chọn Logitech,
Chúng ta chọn GraphFit, cái này đắt hơn Alpha PC nha. Chúng ta chọn bàn phím, chúng ta chọn là Asus, chúng ta chọn là Logitech đi. Logitech. Bàn phím cũng không cần. Bàn phím này chọn cái này được, đúng không? Tai nghe chúng ta chọn là Kingston. Đúng rồi, chúng ta chọn giá giảm dần đây, tai nghe Kingston Cloud, Hyper Cloud đây. Đấy, loa thì chúng ta chọn Samsung rồi đúng không ạ? Tản nhiệt khí thì chúng ta chọn Noctua. Chúng ta chọn cái loại Noctua. Đây. Tản nhiệt. Còn là mát. Chúng ta chọn Noctua, đúng không? Chúng ta thêm cái này. Chúng ta nhân lên là gì? 9, đúng không? Nhầm, cái này là 1. Cái này là 9. Đây, thiết bị mạng cũng như bản quyền phần mềm TVOS đây. Cấu hình chúng ta là 449 triệu và được giảm giá 5 triệu, còn 445 triệu. Như vậy thì so giữa hai cấu hình, đúng không? Là 465. À, 465 là thêm màn hình đeo nữa các bạn nhé. Đấy thì chúng ta nhân 3 lên. Đó là gì? 464, 405, tức là nói tóm lại là xem nhau. Hai bên là giá nọ bù giá kia cũng thêm xem nhau các bạn. Đây, cấu hình của chúng ta đây. Tương tự như này, đúng không? RAM tương tự này, ổ cứng này. Ổ cứng rẻ hơn bạn, ổ cứng rẻ hơn. Cái màn hình này chúng ta chọn cái này nó có thể khác cái kia một chút này. Bàn phím này chúng ta chọn khác một chút này. Chuột thì đắt hơn một tí này. Đấy, màn hình Asus là đắt hơn đấy, đắt hơn một tí. Đấy. Nhưng mà nói tóm lại là cũng 464, tức là gì? 19 1 10. Ok, xin chào quý vị đã có thể theo dõi video đến đây đã dài rồi. Nói tóm lại là gì? Nói tóm lại là kinh nghiệm chúng tôi ấy, sau khi xây dựng một cái cấu hình tầm cỡ 150 triệu thì bây giờ chúng tôi đã ra được cấu hình hoàn hảo cho một cái bộ máy cực êm. Đó là gì? Một bộ máy hoàn toàn sử dụng vỏ cây Li-Li, không cần đắt tiền nhé. Đấy. Cái thứ hai nữa là sử dụng quạt tản nhiệt khí, tản nhiệt là mát hoặc là mát cho case hoàn toàn bằng quạt Noctua, và quạt tản nhiệt khí cũng 100% là Noctua, không cần dùng tản nhiệt nước. Thì mình thấy rằng là cái nhiệt độ của cái case máy tính của mình luôn luôn ở nhiệt độ 60 độ C. Đấy. Mà khi chạy tối đa thì nó lên đến khoảng 80 độ C là cùng. Đấy. Nhưng mà đấy là mình để chế độ là rất là im lặng nhé. Đấy. Chứ còn nếu mà để chế độ của quạt liên tục chạy thì luôn luôn là nó ở nhiệt độ là 40 độ C cho toàn case, đúng không? Và cùng lắm là gì, cái CPU là lên 50 độ C mà thôi. Nhưng mà cái đấy là thực sự là không cần thiết, nó rất là tốn điện, đúng không? Lúc nào chúng ta cũng nghe cảm thấy ồn nào. Nhưng mà bây giờ hiện nay thì đối với cái vỏ case Li-Li thì cái quạt của Li-Li là nó luôn luôn kêu to hơn là quạt, và nó cảm tạo rất đau đầu. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể thay hết cái quạt quạt làm mát của case bằng cái quạt Noctua. Thì đấy là cái kinh nghiệm của chúng tôi, và như vậy là hiệu năng của cái máy tính là vô địch luôn. Đấy, thứ nhất là gì, chúng ta có một cái cổng màn hình vô địch này, với ổ cứng đọc tốc độ khủng khiếp này, đúng không? Ổ cứng SSD này, rồi RAM này khủng khiếp luôn, Fury luôn, đọc 5600 MHz, rồi mainboard thì khủng khiếp luôn với 4K RAM, đúng không? Socket 1700. Và CPU Intel thì mới nhất hiện nay. Đấy. Đúng không ạ? Và cái chế độ làm mát tối ưu giúp cho cái trước kể bộ nguồn của nó là chất 1000W thôi. Bộ nguồn của nó chúng ta phải chọn bộ nguồn nó cao hơn 1600W này. Hoặc là 2000W, đúng không? Đây 1200W được. Chúng ta chọn Rockford 1000W là nhầm đấy. Đây là Rockford. Chúng ta chọn 1200W đi. Đây này, cái này cũng được này. Rồi để tôi xem nha, Corsair 6 triệu, Temalek thì cũng được các bạn, Temalek đi. Đây này, 1200W, đấy.
thì nó rơi vào 463 triệu. Nói chung 19 và 10. Được rồi. Nói chung là ở, 465 này. Cái này là 463. Như vậy là ở Hà Nội Công Tư họ rộng rẻ hơn xét về tổng thể, cấu hình. Đấy, như vậy là tổng hợp lại là chúng ta sẽ có một cái nguồn rất là mạnh mẽ, bảo hành tận 76 tháng đúng không? Rồi một bộ case Lianli rất là to, hệ thống tản nhiệt rất là khủng khiếp, và cả màn hình thì hai cả màn hình Asus với tốc độ xử lý đồ họa rất là kinh khủng đúng không ạ? Cấu hình chưa đến 500 triệu thì chúng ta đã có một cái bộ nhớ rất là lớn đúng không? Cái loa loa thanh của Samsung nghe khủng khiếp luôn. Chúng ta có thể phục vụ chơi game hoặc là chỉ phục vụ những cái việc chúng ta tạo game hoặc là tạo media đúng không ạ? Chào quý vị và các bạn theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tới.